Vâng, lại được gặp lại mọi người với siêu phẩm mới vừa về cửa hàng bên em. Chiếc Toyota Vios bản E số sàn màu vàng cát. Gọi là em nói thì chắc là lại cũng như tất cả những sản phẩm khác thôi, vẫn là hình ảnh thay lời muốn nói thôi. Với em này thì xe nó sơn zin cũng không kém phần long trọng ạ. Em nó cũng chỉ có khoảng độ 90% là sơn zin thôi. Đồng sơn thì quá là căng luôn. Vâng, chiếc Toyota Vios bản E số sàn đời 2017 màu vàng cát. Xe đẹp nhức nhối luôn. Hình ảnh thay lời muốn nói, đẹp từng cm luôn. Không còn gì để mà phải suy nghĩ về chất lượng của em nó cả. Quá mới luôn. Xe đảm bảo không đông đụng, không một lướt, máy móc nguyên bản 100%, không có phạt nguội. An ninh tốt, đấy là những cái điều mà cửa hàng bên em luôn luôn cam kết rồi. Với chiếc này thì nó là xe của Sài Gòn cho nên là các bác mà cứ sợ đâm đụng ngập nước, cho nên là chúng em trước khi mà thì là chúng em kiểm tra rất kỹ rồi đấy ạ. Rồi bây giờ em sẽ quay phần nội thất. Đây, quá mới luôn, không em nó chưa kịp xước sát cái gì cả. Gọi là phiên bản thực dụng, lồi đồng cối đá, không có gì để hỏng. Chỉ có mỗi chức năng và nhiệm vụ là gọi là nếu mà nói là để kiếm tiền thì đúng là chắc không em nào vượt qua nổi em này từ xưa đến nay đâu. Không có gì để hỏng. Độ kiếm tiền thì thôi rồi luôn, thực dụng. Đây là cái chức năng điều khiển gương chiếu hậu nhá. Xe thì được trang bị màn hình. Đó. Điều hòa hai vùng số sàn này, mọi người nhìn cái cần số này đẹp chưa? Chưa bị mất phấn luôn đấy. Đấy. Quá là đẹp luôn chứ không phải là đẹp. Vô lăng cần số là quá là đẹp luôn, tapi chưa kịp xước. Đó. Đẹp như tranh vẽ vậy. Đây. Ghế này đúng là vừa lấy ở trong đại lý xe mới ra. Chưa có ai ngồi thì chắc căng như thế cơ mà. Trần thì quá là sạch rồi, vì trần đã được bọc ni lông rồi. Đó. Đó, vô lăng đẹp chưa? Táp lô nhìn từ phía trước, nhìn từ phía sau. Quá đẹp luôn. Không xước sát gì cả. Đúng là đẹp từng cm luôn. Đây. Nhìn từ mọi góc cạnh để em quay cận cảnh cho mọi người xem luôn nhé. Đó. Không một tì vết luôn. Đúng là để tả ngôn từ của chiếc này chắc không biết là xe mới với xe với cái chiếc này nó khác nhau cái gì nữa luôn. Nó đẹp chưa này? Đấy, căng chưa? Ghế nguyên bản của trong hãng đấy ạ. Quá đẹp luôn này. Đấy. Táp lô, táp ly các thứ đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Từ mọi góc cạnh. Rồi. Đây là phần động cơ của em nó. Xe thì cam kết không đông đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100% là đúng rồi. Chắc chắn rồi. Bởi vì xe này lại là cái xe của Sài Gòn. Thế trong là chúng em trước khi mà lấy xe, nhận xe, mua xe là chúng em đã phải test cực kỳ cẩn thận rồi. Bởi vì là Sài Gòn là hay bị ngập nước, thì là chúng em kiểm tra rất kỹ lưỡng ạ. Trước khi mà đến tay được khách hàng, cho nên là chúng em đã cam kết cho mọi người là không đâm đụng, không mừng nước là đều có lý do cả. An ninh tốt và không có phần nguội. Đấy là điều mà các bác mà cứ ví dụ như phạt nguội chẳng hạn, cứ từ thời điểm nhận xe hất về trước
mà có phát sinh phạt nguội đến cửa hàng em thanh toán cho 100%, không phải trình bày nhiều. Đấy, zin từng con ốc, zin hết khung sườn chassis. Đó. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Mời mọi người đến cửa hàng bên em, số 79 Phạm Hùng để xem xe cụ thể nhé. Mọi người nhớ alo, người alo trước cho em nhé. Số điện thoại của em là 0968 22388, để đỡ mất công mất việc của mọi người, sợ xe bán rồi hoặc là xe nó đi công vụ chẳng hạn thì mất công mất việc của người. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên em nhé, để tìm cho mình những chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Có thể là cái chiếc này là chưa phù hợp với nhu cầu của mọi người, thì mọi người yêu quý những cái chiếc xe đẹp, xe gọi là chất lượng, thì hãy đăng ký kênh xe bên em. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.